Ồ, mặc vô là thấy nữ tính quá trời đất luôn hả? Wow, mặc vô nhìn giống nữ tính quá trời luôn nè. Everybody, yeah. Everybody. Wow. Here has a different regulation because we can go directly to the temple except the women who being period or menstruation. Everybody luôn. Mọi người luôn tất cả mọi người luôn, kể cả mặc quần dài và quần jean. Because the temple before we not allowed to go inside, that's why. I see. Okay, Bermuda, take the sarong, please. As soon as possible, you take the sarong, right? Okay, it's better. Wow, đẹp quá trời luôn ha. Oh, anh trai này quấn vô nhìn nữ tính quá trời luôn nè. Có chị gái nào quấn vô mà nhìn nam tính không? Qua đây coi thành quay phim chút xíu coi. Quán sao? Quán sao đừng có lọc gió được. Cái xà rong. Em mẹ đây nè. Wow, rất là mạnh mẽ, trông thật là nam tính nha. Hello hai bạn nữ. Wow, hai bạn nhìn rất là đẹp khi mà mặc cái bộ salon này vào nha. Hey. Quấn cái quần để nhiều ở trần phe cơ. Tự trần đẹp quá ha. Wow, đền Suối Thiên. Hiện tại thì Tấn Thành đang dẫn đoàn đi tham quan một cái ngôi đền, đó là ngôi đền Suối Thiên. Theo tiếng Bali có nghĩa là Thita Anthur. Và nó còn một cái tên khác nữa, đó là Thama Sring. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello. Kỳ diệu từ sự khác biệt.